Nhìn cây hoa anh đào hôm nay này cả nhà ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Hôm nay thì nó nở bung hết, nó nở đều hết từ gốc tới ngọn rồi, cho nên là thấy toàn hoa là hoa. Cây hoa anh đào này thì nó hơn 40 năm tuổi rồi đó, cái gốc của nó rất to luôn nè. Mùa đông thì nó rụng hết lá, nên là mùa xuân thì nó sẽ ra nụ trước, rồi tới hoa nở bung ra xong rồi sau đó khi mà hoa rụng thì bắt đầu nó mới ra lá. Bây giờ thì nó chỉ có vài cái lá thôi. Cây hoa anh đào này thì chủ nhà cũ nói với mình là lúc mà chị lấy chồng đám cưới, thế là được ông gọi là ông thị trưởng tặng cho cây hoa anh đào này để trồng ở vườn. Thế là chỉ trồng ở đây thì bây giờ nó cũng hơn 40 năm rồi. Cái hoa anh đào này thì mình thấy người ta bán ở trong những cái chỗ bán cây giống á, thì người ta bán cái cây mà nó ra hoa rồi á, cũng đâu khoảng mấy chục đến 100 euro một cây, nhưng mà là cây nhỏ thôi, cây thường chỉ mới có ra, mới có một cành to thôi. Còn cái cây này nè, người ta tỉa, chắc là người ta tỉa từ nhỏ cho nên là nhánh của nó xòe ra từ nhỏ, nó chỉ có cái gốc to thôi, xong rồi toàn nhánh thôi. Ở phía bên đây thì hôm trước nhiều nhánh lắm, nhưng mà anh đi cắt đi tại vì nó chùm vào măng xối á. Nhưng mà mình nghĩ là năm sau thì nó sẽ ra, cái cành của nó lại dài ra, tại vì mình thấy cũng đang ra nhiều cành non á.